model 3238W. Máy được thiết kế với công suất lên đến 3600W, thùng chứa 77 lít bằng kim mát sáng bóng chắc chắn, cho phép hút được tất cả các loại bụi và sử dụng trong những không gian lớn như là bệnh viện, trường học, nhà xưởng và các công trình xây dựng. Và máy được thiết kế để trên khung xe nhựa cùng 4 bánh xe và phần kết hợp với phần tay đẩy giúp chúng ta có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Phụ kiện của máy thì bao gồm là ống nhúng, phản hút nước, bàn hút bụi, ống inox, bàn giữa tròn và đóng hút khe. Đặc biệt là thiết kế bên trong của máy có hai nắp lọc. Cái này giúp chúng ta hút được tất cả các loại bụi mịn như là bụi bột, bụi xi măng thật cao. Cái này rất thích hợp cho các công trình xây dựng hoặc là vệ sinh sau xây dựng. Và sau đây chúng tôi sẽ thao tác hướng dẫn sử dụng máy Sencode model 3238W. Và máy được thiết kế với 3 motor tương ứng với công suất 1.200, 2.400 và 3.600. Và sau đây thì mình sẽ test đường hút của máy với sỏi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gắn đầu ống nhúng vào thân máy. Và khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể nhấn nút đỏ bên cạnh để chúng ta kéo cái đầu ống nhúng vào đây nha. Đường D15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.